Tối 11 tháng 11, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân cỏ nhân tạo thuộc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội, chuẩn bị cho chuyến đến làm khách tại Philippines trong khuôn khổ lượt trận khai màn bảng F vòng loại World Cup 2026. Tại buổi tập, huấn luyện viên Philippe Chaussier đón tin vui khi hậu vệ Quế Ngọc Hải đã có thể trở lại tập luyện cùng các đồng đội. Quế Ngọc Hải bị tổn thương cơ bắp chân trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc dịp FIFA Day tháng 10. Khi đó, Quế Ngọc Hải được chẩn đoán phải nghỉ thi đấu khoảng một tháng. Quế Ngọc Hải trở lại VFF kể từ đó đến nay, Quế Ngọc Hải đã tích cực tập luyện hồi phục dưới sự hướng dẫn của bác sĩ đội tuyển. Những ngày vừa qua, hậu vệ này cũng tuân thủ chặt chẽ phác đồ điều trị riêng biệt và có những tiến triển rất tích cực. Đến buổi tập hôm nay, anh đã có thể gia nhập các bài tập chung cùng toàn đội. Cũng trong ngày hôm nay, huấn luyện viên Chaussier đã đưa ra quyết định đầu tiên về nhân sự khi nói lời chia tay với hậu vệ Trương Tiến Anh. Trước khi lên đường sang Philippines, nhà cầm quân người Pháp sẽ rút gọn danh sách đội tuyển xuống còn 28 cầu thủ. Trong khi đó, nhóm các cầu thủ trẻ được gọi lên tập luyện chung cùng đội tuyển nhằm tích lũy kinh nghiệm để chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2024 gồm Trần Nam Hải, Bùi Vĩ Hào, Võ Nguyên Hoàng, Nguyễn Quang Huy, Hà Văn Phương, Trần Mạnh Quỳnh đã hoàn thành giáo án và được trả về câu lạc bộ. Ngày mai 12 tháng 11, đội tuyển sẽ tập buổi cuối tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, sau đó sẽ lên đường sang Manila, Philippines vào sáng 13 tháng 11. Tại Manila, thầy trò huấn luyện viên Chaussier sẽ có thêm 3 buổi tập nữa để bắt nhịp với điều kiện thời tiết, sân bãi trước khi bước vào trận đấu với đội tuyển Philippines vào ngày 16 tháng 11. Ở trận gặp đội tuyển Philippines, trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam là Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, Dương Nghiệp Khôi. Trước trận đấu quan trọng, ông Dương Nghiệp Khôi hy vọng người hâm mộ sẽ đến sân ủng hộ cầu thủ để đội tuyển quốc gia có kết quả tốt tại vòng loại World Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam sẽ tập buổi cuối vào ngày mai 12 tháng 11 trước khi lên đường sang Philippines VFF. Trước khi lên đường, huấn luyện viên Chaussier đã báo cáo về công tác chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho vòng loại thứ hai World Cup 2026. Vào ngày 16 tháng 11, đội sẽ thi đấu với Philippines trên sân cỏ nhân tạo. Trong những ngày vừa qua, huấn luyện viên Chaussier đã có sự chuẩn bị khi cho đội rèn luyện trên điều kiện mặt sân này. Tới ngày 21 tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Iraq trên sân nhà. Bên cạnh quyết tâm của toàn đội cùng sự chuẩn bị thời gian qua, đội tuyển Việt Nam rất cần sự tiếp sức từ khán đài sân Mỹ Đình. Được biết, rất nhiều hội cổ động viên phía Bắc, từ Hà Tĩnh rồi phía Nam đã mua vé ủng hộ cho đội tuyển. Hy vọng, người hâm mộ sẽ ủng hộ đội tuyển nhiều hơn nữa trong thời gian tới đây. Tuấn Anh, giữa, và đồng đội tập kín ngày 11 tháng 11 Hoàng Đức, giữa, Triệu Việt Hưng, phải, Văn Thanh Tuấn Hải, giữa, đang đạt phong độ cao. Ông Dương Nghiệp Khôi chia sẻ thêm, như tôi chia sẻ là trận then chốt nhất của đội là đá với Iraq. Đây là đối thủ rất mạnh, VFF cùng các tuyển thủ Việt Nam hiểu rất rõ điều đó. Chúng tôi tin huấn luyện viên Chaussier sẽ có đấu pháp hợp lý để đội tuyển Việt Nam vượt qua thử thách này. Trong thời gian qua, các đội tuyển Việt Nam cũng có những đổi mới. Nhiều cầu thủ trẻ từ U20, U23 được gọi bổ sung lên đội tuyển. Nguồn cầu thủ trẻ sẽ phối hợp với các cầu thủ kỳ cựu để tạo nên một tập thể đội tuyển Việt Nam đoàn kết. Tôi nghĩ một số cầu thủ trẻ sẽ sớm đáp ứng được yêu cầu, từng bước thích nghi, hoàn thành tốt nhiệm vụ.